Rồi, xin chào các bạn một cái miếng dán màn hình rất được chú ý thời gian gần đây ha nó đến từ thương hiệu case world nghe thì tên tiếng anh nhưng thực ra đây là miếng dán đến từ trung quốc và nó có một cái nổi bật đó là nó là cái miếng kính chứ không phải là miếng dán nhưng là miếng kính cường lực mỏng nhất hiện nay với cái độ mỏng chỉ khoảng là 0.15 mm. Thì để cho bạn nào dễ hình dung thì những cái miếng dán, những cái miếng kính hiện nay trên thị trường nó thường là 0.25, 0.3 đó. Cho nên là à, nếu anh em dán mà không xài ốp thì thường nó sẽ bị cấn. hãng nào mà là bo góc tốt thì cảm giác dùng thì nó còn đỡ đỡ chứ mà nếu mà không bo mà vuông thành sát cạnh á, với cái độ dày đó thì xài nó sẽ à, rất là cấn tay. Thì cái thằng miếng dán này nó mỏng như vậy thì hy vọng nó sẽ giải quyết được vấn đề đó rồi bây giờ mình sẽ mở hộp và dán thử rồi cảm nhận cho các bạn xem cái miếng dán này thực tế nó như thế nào đây là cái miếng dán thường nè ha những cái miếng kính thường như thế này thì nó sẽ có độ dày khoảng 0,25 đến 0,3 mm có nghĩa là nó tương đối dày à, cho nên là nếu như mà các cái cạnh viền nó không được bo cong á vuốt nó rất là cấn tay vì tự nhiên nó có một miếng kính nó độn lên mà anh em muốn khắc phục cái này thì hoặc là cái miếng giá nó phải được bo cong 2,5D hoặc là chúng ta phải xài ốp khoảng cách ốp nó cao lên thì nó sẽ cân bằng với lại cái mặt kính thì vút nó mới đỡ cánh tay còn giống như mình chỉ xài miếng dán mà không xài ốp là sẽ vút nó bị sượng ha bị gờ giới thiệu sơ bộ ngoại hình của cái miếng dán này mình thấy là mặc dù nó đến từ trung quốc nhưng mà được hoàn thiện rất là chỉnh chu từ cái hộp cho đến cách in ấn ha hộp là hộp giấy thân thiện với môi trường và được in chìm các cái ký hiệu này đây là hãng này casework class 3 cộng chắc là cái tiêu chuẩn cứng của hãng của họ và đây là cái đai đai là dạng đai một lần xé là không có không có dùng lại được nữa ở trong này chúng ta sẽ có một cái dẻ lau ướt rồi một cái khăn mềm để lau khô và miếng dán để lấy bụi thì miếng dán này là nó chống bám bụi nè rồi cực kỳ mượt nè hai smooth rồi chống xước đó với cái hình lưỡi dao nhưng mà họ không nói rõ là cái tiêu chuẩn chống xước là bao nhiêu như nhiều cái hãng khác thì họ ghi là độ cứng là 9H chẳng hạn là tương đương với lại Sapphire luôn á nhưng hãng này thì không nói rõ mà chỉ nói là 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 chống xước thôi rồi bây giờ mình sẽ bóc hộp nó ra à, một cái miếng để lấy bụi ha full screen dust removable sticker có nghĩa là chúng ta sẽ lột ra dán thẳng lên màn hình bằng kích thước màn hình và lột một lần luôn là cái màn hình nó sẽ sạch banh chứ không phải là những cái miếng nhỏ nhỏ giống như là những hãng khác Ừ, cũng là một ý kiến rất là hay. Rõ ràng Trung Quốc họ làm nhiều cái sản phẩm khá là thú vị. Hướng dẫn ha, lau sạch, rồi dán cái miếng này lên. Đó. Rồi lột ra. Ok. Rồi đây là cái uh, giấy tờ của họ thôi. Ở đây là cái bộ dán của chúng ta. Rõ ràng là đóng gói bao bì rất là chỉnh chu nha các bạn. Nó miếng dán được đặt trong một cái phong bì, một cái thiệp giấy. Hòa thiện cái bề mặt cũng vân vân rất là đã. Đó. Một hãng làm miếng dán khá là chỉnh chu mà mình biết. Rồi bên trong thì chúng ta có miếng dán chính của chúng ta thôi. Mình sơ bộ thì nó khá là cứng. Đó, còn độ mỏng thì đã xíu nữa phải dán lên mới biết được. Rồi bên trên này có chữ là Focus on ultra thin gọi là tập trung vào cái vấn đề là siêu mỏng cực mỏng. Rồi trong hộp dưới cùng chúng ta sẽ có một cái túi, cái bao bì giấy được đóng kín luôn chứ không phải là bao ni lông. Vậy là gần như tất cả mọi thứ ở trong cái bộ này là giấy ha, chỉ có miếng kính, miếng kính và cái bao kính là bằng bằng ni lông thôi. Rồi, bên trong này chúng ta sẽ có một cái um, khăn ướt nè cleaning, cleaning wipe, một cái uh, khăn microfiber và các cái miếng sticker nhỏ để lấy bụi Trong trường hợp mà dán rồi nó vẫn còn dính bụi ở giữa Thì chúng ta sẽ dùng những cái này chúng ta đưa vào để chúng ta gỡ ra Rồi bây giờ mình sẽ dẹp hết qua một bên và để lại những nhân vật chính thôi ha Trước khi dán miếng mới thì mình sẽ lột cái miếng cũ ra ha Điện thoại mình đang có một miếng cũ Và khi mà lột ra thì mình cũng đồng thời nói với anh em là Mình uh, ủng hộ anh em dùng cái miếng dán màn hình cho điện thoại Bởi vì điện thoại là cái thứ mà chúng ta sử dụng cái thao tác cảm ứng hàng ngày trượt lên trên nó tay rồi đút vào túi quần hay là bỏ vô ba lô hay túi sách những cái chỗ khác cho nên việc mà nó trầy màn hình là việc rất là đơn giản thôi. đó vì như cái điện thoại của mình đã bị trầy một vết rất là nặng ngay sau khoảng 2 đến 3 ngày sử dụng thôi một đường xéo như vậy và mình dán lên đó, thì thứ nhất là nó sẽ làm đỡ cái vết trầy này nó làm mờ cái vết trầy này bớt và cũng để bảo vệ cho khỏi những cái vết trầy sau. Tiếc là mình không có kịp dán sớm hơn. Rồi theo cái hướng dẫn sử dụng thứ tự này chúng ta sẽ dùng khăn ướt và khăn khô làm sạch màn hình sau đó dùng cái miếng mà lấy bụi chính là cái tờ này đây để dán vào màn hình rồi ken ra một lần là nó sẽ hết bụi sau đó là tháo cái miếng kính cường lực rồi đưa vào đó, theo thứ tự là xong rồi bây giờ mình sẽ làm theo từng bước một ha đầu tiên là lau ướt mình cảm giác là cái hãng này họ làm sản phẩm rất là kỹ rất là chỉnh chu ha. Khanh cũng có mùi rất là dễ chịu chứ không có quá nồng mùi cồn giống như nhiều hãng khác. Khanh này ướt cho nên nó sẽ làm mềm những cái bụi lâu ngày bám trên điện thoại và nó cũng có cồn thì nó sẽ giúp bay hơi rất là nhanh chứ không có bị ướt lâu. Đối với điện thoại thì chúng ta sẽ thường là bám ở các cái viền cạnh rất là nhiều bụi nè. Rồi lỗ loa nữa, đó, cho nên anh em lau cái khu vực này kỹ một chút là được. Đó, mình nghĩ là rất là kỹ rồi. Giờ mình để một xíu cho nó khô ha. Rồi, đây là cái miếng sticker để lấy bụi nè. Nó bự hơn cái điện thoại luôn. Thì chúng ta sẽ gỡ cái này ra. Rồi. Chúng ta sẽ úp cái này lên trên cái điện thoại. Đó, nó phủ cả cái mặt điện thoại luôn. Sau đó chúng ta lột ra là bụi nó sẽ sạch bằng luôn ha. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ gỡ cái uh, miếng giá này ra như thế này. Rồi, hoàn hảo nha các bạn. Miếng dán đã được apply một cách uh, hoàn hảo. Vừa khít mình quên mất cho các bạn xem cái khu vực lỗ loa trên cái miếng dán này nó được khoét cái lỗ ở trên miếng dán luôn mới lợi hại lần đầu tiên mình thấy một cái hãng miếng dán họ làm như vậy ha mình quên mất rất là sơ sót khi mà không cho các bạn soi xem cái chi tiết đó rồi sau khi dán thì cảm nhận đầu tiên là nó thực sự mỏng nha các bạn mỏng ten à mỏng hơn rất là nhiều so với cái miếng dán cũ tại vì nó có 0,15 trong khi miếng dán cũ của mình là khu vực lỗ mic trên miếng dán được đục những cái lỗ nhỏ 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 đó chúng ta sẽ dán là chúng ta cover chúng ta che sát lên trên luôn nhưng mà nhờ đục cái lỗ nhỏ này cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không cản trở cái vấn đề mà lo thoại lần đầu tiên mình thấy một hãng làm miếng dán mà họ không thay vì là khoét lỗ miếng dán để chừa ra cái lỗ loa thì họ lại là đục lỗ ha hai bên cạnh viền thì miếng dán này được làm rất là sát và nhờ nó rất là mỏng cho nên cảm giác vuốt nó đã hơn rất là nhiều so với lại cái miếng dán cũ của mình nó bị dày, nó bị cấn, rất là mỏng, cảm giác rất là tuyệt vời ha và wow. thực sự là nó mỏng cho nên là sờ rất là sướng, nó sẽ vừa đủ để bảo vệ cái màn hình của chúng ta thôi chứ nó không gây cộm gây cấn. tuy nhiên khi mà miếng dán mỏng như thế này thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào xài máy trần giống như mình, vì chúng ta xài máy trần nhưng chúng ta cần bảo vệ màn hình thì chúng ta sẽ dán những miếng mỏng như thế này. À, chứ nếu như mà các bạn gắn ốp lưng á, thì xu hướng của các ốp lưng thường nó sẽ cao hơn cái à, màn hình của điện thoại khoảng 1 một mm đó thì thì nó sẽ tạo cái à, à, cảm giác vuốt là nó sẽ bị hẩn nó bị hẩn tay đó thì nếu mà dùng các miếng dán thông thường mà nó dày à, 2 rồi 2,5 hay là 3 mm thì là các bạn à, vuốt sau khi mà gắn ốp lưng vào á, thì vuốt nó sẽ đầy đặn nó sẽ ok hơn đó, còn uh, miếng dán mỏng này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những anh em xài máy trần, nó để vẫn nhìn thấy màu máy rồi thân máy vật liệu titanium đẹp nhưng mà màn hình thì vẫn được bảo vệ đơn giản như vậy thôi. Miếng dán này đến từ một thương hiệu rất là mới ha, casework mình chưa biết đến miếng dán này trước đây. Tuy nhiên là với cách đóng gói rồi mức độ hoàn thiện sản phẩm của họ thì mình đánh giá khá là cao và cái miếng giá này cũng có giá không rẻ hả các bạn, nó đâu đó khoảng 4 500 ngàn. cái link mua thì mình sẽ để kèm ở dưới cho anh em nào quan tâm. Rồi xin cảm ơn các bạn. Anh, anh em đang xài miếng dán nào và uh, anh em đánh giá cao cái miếng dán đến từ thương hiệu nào nhất thì hãy chia sẻ thêm với mình bằng comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long đến từ tinh tế.vn.